Thùy Diễm mến chào quý khán giả của Việt TV Canada. Diễm đang có mặt tại Milan Banquet Hall trong buổi tiệc gây quỹ nhằm giúp đỡ những trẻ em nghèo, hiếu học ở Việt Nam do Give Foundation hay còn gọi là Vòng Tay Nhân Ái tổ chức. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi một số hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận được. Give Foundation hay còn gọi là Vòng Tay Nhân Ái là một quỹ từ thiện do chị Phạm Ngọc Hương thành lập năm 2003. Trong sự tình cờ sau chuyến về thăm quê hương của gia đình và chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn của những em học sinh sinh viên nghèo ở vùng sâu vùng xa Việt Nam. Ở nơi đó, có những mong muốn tưởng chừng như không còn mong muốn nào đơn giản hơn thế nữa so với nhiều em đồng trang lứa khác, là được cấp sách đến trường. Nhưng đối với các em có hoàn cảnh khó khăn thì việc được đến trường lại là mơ ước lớn nhất. Vào ngày thứ Bảy, 26 tháng 3, Vòng Tay Nhân Ái đã tổ chức đêm ca nhạc gây quỹ với chủ đề Cùng Em Đi Học để quy tụ được nhiều nhà hảo tâm tham gia đóng góp bảo trợ cho 170 học sinh sinh viên nghèo hiếu học ở Việt Nam được cấp sách đến trường. Nhân dịp này, chị Nguyễn Ngọc Hương, sáng lập viên kiêm chủ tịch của Give Foundation đã giới thiệu cùng quan khách các thành viên đang hoạt động trong hội. Đồng thời, chị cũng ngỏ lời cảm ơn đến tất cả các vị quan khách cũng như những nhà bảo trợ cho chương trình. Vòng Tay Nhân Ái có khoảng trên dưới 50 thành viên đang hoạt động trong và ngoài nước. Trong đó, có 7 người trong ban điều hành và những thiện nguyện viên. Đây là một trong những tổ chức vô vụ lợi chính thức được sự chấp thuận của chính phủ Canada để hoạt động. Chính vì vậy mà những thủ tục về luật pháp thì có thành viên của hội cũng như luật sư phụ trách. Phần tài chính cũng được thành viên của hội quản lý và sử dụng đúng mục tiêu là giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Chị Hương Phạm chia sẻ. Give Foundation hoạt động tại Toronto tới đến nay là 13 năm. Và hàng năm ngày 26 tháng 3 thì Give Foundation tổ chức cái buổi cơm để mà gây quỹ. Và mục đích của đêm gây quỹ hôm nay chỉ là cho cái chương trình học bổng của 170 em hiện nay đang được Give Foundation đài thọ. Thì em được biết là chị nói là thứ là ngày 26 tháng 3 hàng năm. Vì sao mình lại chọn là ngày 26 tháng 3 hàng năm ạ? Tại vì lúc mà mới tổ chức thì chị luôn luôn chọn sau một cái mark break thì tất cả phụ huynh cũng như các em sau khi đi nghỉ hè về thì mình có một cái gì đó để chia sẻ cho các em thiếu thốn ở Việt Nam. Thì cái khâu mà chuẩn bị để mà tổ chức cái buổi tiệc vậy thì nó có cái gì khó khăn không? Chị muốn chia sẻ những điều gì không? Khó khăn nhất trong tất cả những cái chương trình quay quỹ là chương trình đi tìm sponsor. Và rất may mắn cho Give Foundation năm nay, sau những năm hoạt động thì năm nay đặc biệt là thời báo đã sponsor cái title Cùng Em Đi Học cho Give Foundation. Cảm ơn chị. Và nhân tiện này thì chị có muốn nói gì, lời gì gửi đến những người mà đã ủng hộ và cho cái Give Foundation này nhiều 13 năm qua thì chị có lời gì muốn nói ạ? Thật sự thì nếu mà không có sự đồng hành của tất cả các quý vị đồng hương và các anh chị em thì bản thân Give Foundation cũng như Ngọc Hương không thể nào thực hiện được cái hoài bão của mình. Và cũng nhân dịp hôm nay thì Ngọc Hương cũng xin được thay mặt cho các em ở Việt Nam chân thành cảm ơn thời báo đã sponsor cái title Cùng Em Đi Học và tất cả các nhà doanh nghiệp tại Toronto đã tiếp tục đồng hành với Ngọc Hương trong suốt 13 năm qua. Thì cho em quay lại tí xíu là trong khoảng thời gian 13 năm đó thì lý do gì mà chị thành lập cái hội là Give Foundation này ạ? Give Foundation chỉ ra đời là chỉ muốn chia sẻ những cái gì mà mình có thể đóng góp cho các em. Thì một trong những cái chương trình mà chị thấy cần thiết nhất cho các em là vấn đề giáo dục. Và bất cứ một cái gì đó thì khi mà các em có một cái giáo dục thì mình có thể thay đổi cuộc sống của các em nhiều hơn, nhanh nhẹn hơn. Và cũng như thay đổi không những trong cái cuộc sống mà mình thay đổi được cái nhìn của mấy em nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều đã có chia sẻ tới quý khán giả của Đài Việt TV Canada. Ngọc Hương một lần nữa xin thay mặt cho Give Foundation và các em tại Việt Nam gửi lời đến chân thành cảm ơn
đến tất cả các bạn, các anh chị đã ủng hộ cho Ngọc Hương trong suốt 13 năm qua. Và Ngọc Hương cũng xin cảm ơn Diễm và Việt TV đã hôm nay đã chuyển tải những cái ước mơ, hoài bão của mình đến với tất cả các khán giả. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để cho các em một tương lai tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, do đặc thù hoàn cảnh gia đình của các em về nơi ăn chốn ở và sinh hoạt, mà vòng tay nhân ái giúp xây nhà, cung cấp nước sạch đến gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn mà hiếu học để các em một phần nào được yên tâm đến trường. Đồng hành cùng với vòng tay nhân ái, không chỉ có cộng đồng người Canada gốc Việt, mà có sự tham gia đóng góp của một số bạn bè nước ngoài. Anh John có thể chia sẻ tí xíu là anh John là thành viên bao lâu của Gift Foundation và cái cảm nghĩ của anh như thế nào khi là một cái thành viên sponsor cho Gift Foundation nhiều năm như vậy ạ? Cảm ơn Thùy Diễm và chính thưa quý vị, John là board member của Gift Foundation cũng được 10 năm nay. Và cái cảm giác thì cũng có rất là vui vẻ và cũng như là cũng thăng trầm. Tại vì là board member của Gift Foundation mình phải đại diện cho hai bên. Chúng tôi là ở giữa để đi vận động tài chánh ở tại Canada và là để bao nhiêu thì giúp đỡ cho những người kém may mắn ở Việt Nam, đặc biệt là chương trình để cho những mấy em hiếu học mà có khó khăn và chương trình cứu trợ khi có những tai nạn và xin lỗi tai nạn thì không đúng, những biến cố về thiên nhiên đó Diễm, và để xây nhà cho bà con khó khăn để ở. Như vậy thì cho tới thời điểm này thì Gift Foundation đã xây được bao nhiêu căn nhà? Anh có thể chia sẻ tí xíu không ạ? Dạ, thì theo John biết được bao nhiêu căn nhà thì John sẽ phải hỏi lại với ban kế toán, đó là cái hành trình hàng năm. Theo John đoán thì cũng khoảng từ 10 tới 15 căn, nếu cái thông tin đó là chính xác. Nếu như mà một người nào đó mà muốn làm sponsor, muốn vào để cái hội Gift Foundation này để góp một bàn tay á, thì họ có cần phải certify cái điều kiện như thế nào không ạ? Dạ, thì có 3 cách để những nhà hảo tâm có thể giúp. Là thứ nhất là một thời gian để giúp Foundation có những cái tiệc như ngày hôm nay. Cái thứ nhì là về tài chánh. Cái tài chánh thì Gift Foundation của chúng tôi có register và government, cho nên khi mình cống hiến cho cái tài chánh thì mình được khai thế. Cái thứ ba là cái sự quảng bá để phát mạnh lên cái uy tín của vòng tay nhân ái, để có nhiều người tin tưởng để giúp đỡ cho vòng tay nhân ái, để vòng ái chúng ta có nhiều tài chánh hơn để giúp đỡ những người khó khăn ở bên Việt Nam và ở tại Canada. Thì nếu mà em là một người, ví dụ như em là một người muốn ủng hộ, góp một tí xíu về tài chính để cho Gift Foundation, thì thí dụ em muốn biết là làm sao là cái số tiền mà em sponsor đó nó đi đúng mục đích thì em phải làm như thế nào ạ? Thì mình vòng tay nhân ái là một hệ thống rất là liêm chính, lên website để mình biết được con số tiền ra như thế nào, hoặc là trực tiếp để nói chuyện với ban tổ chức. Một trong những cái vòng tay nhân ái làm đem sự tiện nghi cho những người muốn giúp đỡ là qua phần monthly contribution, để hàng tháng mình có thể giúp đỡ tài chánh cho vòng tay nhân ái, để vòng tay nhân ái có nhiều cơ hội để giúp đỡ cho những người khó khăn bên Việt Nam hơn và tại Canada. Như vậy thì là một cái thành viên của vòng tay nhân ái rất là lâu, vậy thì nhân cái buổi tiệc hôm nay thì anh có lời gì muốn chia sẻ với khán giả không ạ? Dạ có, thì nói chung vòng tay nhân ái của chúng tôi lúc nào cũng kêu gọi tất cả đồng bào, mỗi người giúp một vòng tay để chúng tôi có nhiều được tài chánh lớn lao hơn để giúp đỡ nhiều người khó khăn bên Việt Nam. Xin nói lại, và một cái đặc biệt là cái hàng tháng, cái monthly contribution là để đạt, đó là một cái phương tiện tốt nhất cho quý vị, tại vì mỗi lần tổ chức một cái tiệc như vậy không ai cũng có khả năng để thời gian đến, quý báo đến, nhưng mà cái monthly contribution là một cái phương tiện rất là tốt đẹp. Kính thưa quý vị, cảm ơn anh đã có nhiệt tình chia sẻ với quý khán giả những cái thông tin rất là bổ ích cho những người mà muốn tham gia vào Gift Foundation. Cảm ơn Thùy Diễm, xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Canada. Có lẽ những người Canada gốc Việt, những người con xa xứ, lúc nào cũng hướng về quê hương với tấm lòng bác ái, ngày càng xích lại gần nhau hơn để tạo được nhiều cơ hội cho các em được cấp sách đến trường.
Thời báo là một trong những nhà bảo trợ chương trình, đại diện cho công ty truyền thông đã dành ít phút gặp gỡ khán giả của Việt TV. Kính thưa quý thính giả, thì mỗi một năm thì Thời báo là một cái công ty lớn của truyền thông, cho nên Gift Foundation là một trong những từ thiện, một cái cơ quan từ thiện để giúp đỡ cho những trẻ em tại Việt Nam đi học. Cho nên Thời báo thấy đây là một cái thiện nguyện mà có tính cách là giúp cho những trẻ em có cơ hội được đến trường. Cho nên Thời báo làm cái title sponsor cho cái Gift Foundation này. Thì nhân tiện này chị đến tham dự cái buổi tiệc ấy, thì chị thấy cái không khí của buổi tiệc như thế nào ạ? Thì buổi tiệc hôm nay rất là vui, rất là đông người, đồ ăn thì rất là ngon nữa, rất là đại sảnh, rất là sang trọng. Cho nên thì mình thấy khi mà Thời báo mà làm cho cái title sponsor cho Gift Foundation thì cũng cũng thấy là rất là hãnh diện. Câu ca dao: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, như một lời nhắn nhủ chân thành tế nhị, kêu gọi lòng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Mặc dù không họ hàng thân thích với những em có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học ở Việt Nam, nhưng cộng đồng người Việt tại Canada nói chung và một số bạn bè quốc tế cũng chung tay góp sức cho vòng tay nhân ái thực hiện ước mơ đã giúp các em nghèo hiếu học được cấp sách đến trường. Kính thưa quý vị, buổi tiệc cùng em đi học do Gift Foundation tổ chức đã thành công và kết thúc sau phần văn nghệ dạ vũ. Thùy Diễm, Việt TV Canada, tường trình từ Mississauga.